Xin chào các bạn nhỏ. Các bạn ơi, đến giờ đi ngủ rồi. Chúng ta cùng đọc một bài thơ. Và chúng ta bắt đầu vào giấc ngủ nha các bạn. Bài thơ Nghé. Nghé à là nghé ọ ơi, mẹ nghé cày ruộng, nghé chơi một mình. Gặp đàn cò trắng xinh xinh, cò bay nghé cũng muốn mình bay theo. Bài thơ của tác giả Trương Thiếu Huyền. Cô sẽ đọc cho các bạn nghe một lần nữa nha. Nghé. Nghé à là nghé ọ ơi, mẹ nghé cày ruộng, nghé chơi một mình. Gặp đàn cò trắng xinh xinh, cò bay nghé cũng muốn mình bay theo. Tác giả Trương Thiếu Huyền. À, con nghé vừa được sinh ra nè, và nó lớn, đang lớn từ từ. Nó rất là cần mẹ đó, cũng giống như các bạn nhỏ luôn cần mẹ của mình. Nhưng các bạn cũng đừng nhõng nhẽo lắm nha. Các bạn cần phải tự lập và ngoan ngoãn để mẹ mình làm việc và kiếm tiền về nuôi mình nữa đó các bạn. Cô chào tạm biệt các bạn và chúc các bạn ngủ một giấc thật là ngon nha. Tối mai trước giờ đi ngủ, các bạn nhớ mở video clip này lên để các bạn cùng nghe cô đọc thơ nha.